Xin hân hoan và chào đón cả nhà. Mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi sáng ngày 21 tháng 9. Thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được đến cả nhà của mình. Thì đến với ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng soạn được một số loại lư để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan khoảng 8 bộ lư và đỉnh đồng khác nhau để giới thiệu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được video nhớ với em cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh cả nhà mình nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng cái bộ đỉnh ngày hôm nay nha. Đầu tiên mã số 1 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình. Đây là một cái bộ đỉnh thất lân nha. Rất là đẹp. Có chiều cao là cỡ khoảng là 42 cm và bề ngang là 27 cm. Chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Đây được xem là một trong những bộ đỉnh lân rất là đáng đi sưu tầm nha cả nhà mình nha. Đây trên màn hình của mình ha. Rất là đẹp nha. Gồm có 7, tổng cộng là 7 con lân nha. Rất là sắc nét từng chi tiết ha, không thể nào bỏ qua sản phẩm này được nha cả nhà mình nha. Rồi bộ đỉnh này có giá, đầu tiên là có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu đồng nha, 5 triệu đồng cho một bộ đỉnh thất lân của ngày hôm nay, bao gồm có là 7 con lân ha, rất là đẹp. Đem để cho cả nhà xem đây, từng con lân nha, mặt rất là đẹp ha, chất liệu bằng đồng nha cả nhà ha, bao cả nhà chuẩn đồng nha. Đây dưới là 3 con lân, đây là bộ số 1 đầu tiên có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu đồng nha. Rồi tiếp theo mã số 2 của ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, em còn được một bộ đỉnh đồng xưa nha, và em cũng đã có cân cho cả nhà mình rồi ha. Bộ này là 13,5 kg đây, bộ này là khoảng 13,5 kg nha, tại vì bỏ lên cây cân không hết nên là em cân trước cho cả nhà mình ha. Đây là một bộ đỉnh đồng xưa nha. Ở ngoài miền Bắc thì hay sử dụng mấy bộ đỉnh đồng này ha. Chất liệu bằng đồng, bao cả nhà mình chuẩn xưa luôn nha. Và để em đo chiều cao. Đây là bộ số 2. Chiều cao là có khoảng là 52 cm. Chân đèn là cao 45. Chất liệu bằng đồng luôn nha cả nhà nha. Bao cả nhà mình chuẩn đồng xưa luôn ha. Rất là dày dặn nha. Và có tổng trọng lượng của bộ này á là 13,5 kg. 13,5 kg nha. Và bộ này á, nó có một khuyết điểm nhỏ ở chỗ này, để em cho cả nhà cùng xem luôn ha. Có một khuyết điểm nhỏ cho đó, để em gọi luôn. Rồi cho có chỗ một khuyết điểm nhỏ để giới thiệu cùng cả nhà luôn ha. Rồi bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 7 triệu đồng nha, cho bộ lư đồng xưa này ha. Có tổng trọng lượng là 13,5 kg. Rất là đẹp. Rồi đây là mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay là một bộ đã được chùi sáng bóng lại rồi nha nhà nha. Đây là mã số 3. Đây là một bộ đỉnh đồng xưa ha, đã được chùi sáng bóng lại rồi, 11,5 kg. Có tổng trọng lượng 11,5 kg để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một bộ này cũng tương đối là đẹp nha. Rất là đẹp ha, được chạm rồng nè. Quả tiết hoa văn thì thôi khỏi chê nha cả nhà mình nha. Đây là bộ số 3 nha. Rất là đẹp, có tổng trọng lượng là 11,5 kg. Và có chiều cao là 55 cm. Còn chân đèn là 43. Chất liệu bằng đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng đây rồi nha cả nhà nha. Em để gần cái nhà xem ha. Đây là ở trên đỉnh con lân ha. Rồi, trong là bộ đỉnh nha. Hai bên là có chạm song lông nè. Chân đèn thì rất dày dặn. Rồi, bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là bộ này 11,5 kg ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu đồng nha. 6 triệu đồng cho bộ này ha. Đây là bộ ở mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 ngày hôm nay là còn một bộ. Bộ này cũng tương đối là to. Bộ này là 14 cân. Bộ này thì thôi khỏi chê nha. Bộ này thì hai bên là chạm ở đây có là song long chân châu luôn nha. Rất là đẹp. Đây là bộ mã số 4. Rất là đáng đi sưu tầm nha cả nhà ha. Để bộ này em đo chiều cao cho cả nhà cùng xem luôn nha. Chiều cao là có khoảng là 54 cm. Rồi chân đèn thì cao khoảng là
43. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 14 cân. Rất là đẹp. Đây, các nhà mình cùng xem ha. Rất là dày dặn nha. Rất là đáng để sưu tầm ha. Rồi, bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 7 triệu đồng nha. 7 triệu đồng cho mã số 4 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là một bộ đỉnh xưa. Mã số 5 hôm nay là một bộ đỉnh xưa để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Đây là một bộ đỉnh lưu bộm rất là đáng để sưu tầm ha. Bộ này mình để lên cân cho cả nhà mình cùng xem. Rồi, bộ này có tổng trọng lượng là 5 kg. Đây là một trong những bộ lưu bộm rất là đáng để sưu tầm của ngày hôm nay nha. 5 cân ha. Hai bên là nó có hai cái bộm. Thì mình ít thấy những bộ lưu bộm gì nha cả nhà nha. Và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 50 cm. Rồi, bề ngang là 23. Thì cái đỉnh lưu bộm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu đồng nha. 5 triệu đồng ha, rất là đẹp. Đây, bộ đỉnh trong luôn. Hai bên là có hai cái bộm như thế nào nha. Rồi, bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 5 triệu đồng nha. 5 triệu đồng cho mã số 5. Rồi, tiếp theo mã số 6 là mình cũng là một cái lưu bộm nữa nha cả nhà ha. Cái lưu bộm này là to hơn. Bộ lưu bộm này thì nó to hơn cái bộ kia. Cái bộ này thì có tổng trọng lượng là 8 cân ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Em để xa cho cả nhà mình thấy hết ha. Đây là mã số 6 nha. Đây là cũng là một cái lưu bộm xưa nữa ha. Và tổng trọng lượng là 8 kg. Chiều cao của cái lưu bộm này á, nó rơi vào khoảng là 60-65 cm. Và bề ngang là 32. Và cái lưu bộm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 8 triệu đồng nha. 8 triệu đồng cho một cái lưu bộm xưa này ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Bộ này rất là ít gặp nha cả nhà mình nha. Đây, hai bên là có hai cái bộm. Rất là đẹp. Cái này là em đã vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi nha cả nhà mình nha. Rồi, đây là mã số 6 của ngày hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một bộ đỉnh đồng xưa. Bộ này nặng 15 cân rưỡi. Đây là mã số 7. Mã số 7 là một bộ đỉnh đồng xưa. Có tổng trọng lượng là 15 cân rưỡi nha cả nhà mình nha. Và có chiều cao chân nến là cỡ khoảng 50. Rồi chiều cao của cái bộ đỉnh, bộ này rất là to, 53. Và cân nặng là 15,5 kg cho một cái bộ đỉnh đồng xưa này nha. Bộ này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 8 triệu đồng ha. 8 triệu đồng cho một bộ này nha. Đây là bộ mã số 7. Và cuối cùng của ngày hôm nay đó là một ở mã số 8 ha, là một có một bộ đỉnh lư đào Nam Bộ. Đây là một bộ lư rất là to và có tổng trọng lượng là 20 kg. Để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Bộ này 20 kg nha cả nhà mình ha. Bộ này là rất là to nha, 20 cân. Và chiều cao của cái đỉnh á, nó lên tới là 69 cm, gần 70 nha. Và chân đèn là có khoảng là 50 cm. Và có tổng trọng lượng là 20 kg cho bộ lư đào Nam Bộ này ha. Và bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 9 triệu đồng nha. 9 triệu đồng cho bộ này ha. Đây được xem là mã số cuối cùng ngày hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Xem được video nhớ em cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh cả nhà mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai nha, với những sản phẩm độc và lạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.